Dạ vâng, Lê Trung TV xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú và anh chị. Đầu video thì cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị ơi, để tiếp nối với những video mà Lê Trung chia sẻ với cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà quan có vong linh trú ngụ, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện các nhà. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục đến một cái căn nhà quan. Mà theo như cái căn nhà quan này thì Lê Trung nhìn thấy nó có một cái luồng âm khí nó rất là nặng các nhà, rất là cái quán khí rất là cao. Nhưng mà cái căn nhà này thì Lê Trung chưa có đến lần nào, cho nên là Lê Trung cũng không biết ở trong đây nó có cái hiện tượng gì, hay là nó có vong linh, vong quỷ hay quái yêu tinh gì đó đang trú ẩn ở đây hay không. Đó, thì vô tình là ngày hôm nay Lê Trung đang trên đường đi công việc các nhà. Thì Lê Trung đi ngang cái căn nhà này thì Lê Trung thấy nó có một cái luồng âm khí với lại là một cái luồng quán khí cao ngút trời luôn. Đó, cho nên là Lê Trung mới tấp vào trong đây để xem thử, để tìm hiểu thử, để khám phá thử xem là có yêu quái yêu tinh gì đang trú ẩn ở trong đây hay không. Đó, để cùng nhau để Lê Trung sẽ cùng với cả nhà giúp đỡ cúng kiến, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đưa cho họ về chùa, về núi để mà giúp cho họ được tu hành, được học đạo, được tu lành, tu hiền, để sớm ngày có thể là chuyển kiếp luân hồi cả nhà. Dạ rồi, thì để không mất nhiều thời gian của quý ông bà, cô chú và anh chị nữa, thì ngay bây giờ Lê Trung sẽ tiến vào bên trong cái căn nhà này. Và Lê Trung cũng xin phép kính mời cả nhà cùng với Lê Trung, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong đây để tìm hiểu xem, để khám phá xem là trong đây có yêu quái, yêu tinh hay là vong linh, vong quỷ gì trú ẩn hay không. Để chúng ta sẽ cùng nhau giúp cho họ nha cả nhà. Dạ rồi, thì hiện tại thì Lê Trung đang tiến đến rất là sát với cái căn nhà này rồi cả nhà. Thì cái căn nhà này á, như cái nhà mình nhìn thấy thì nó rất là rậm rạp. Xung quanh thì cây cối rất là rậm rạp luôn cả nhà. Đó, cái căn nhà thì nó nằm phết trong đây nè. Và bây giờ quá trời rậm luôn. Không biết là ngày hôm nay mình đến đây có gặp được cái vong linh hay vong quỷ nào hay không. Thì trước mắt thì căn nhà này nó bỏ hoang cũng rất là lâu rồi cả nhà. Đó, nhà nằm ở đó đó cả nhà. Ê kìa kìa kìa. Dạ xin chào. Tôi hỏi là vong linh hay là người ta vậy? Ủa kìa, đi tính bơ trời. Ủa ai? Không lẽ người ta ta? Không xuất hiện tính bơ vậy? Mất tiêu rồi. Ủa, ở đây nó nhiều. Ở đây không biết là trước là cái gì mà sao thấy nó nhiều cái nhà với ta. Nhiều cái gian nhà. Đó, bên đó nó dựng nè. Không hết đi nút tiêu rồi. Ê, trời ơi trời, đứng ngay trước mặt luôn. Ok cái nhà. Xin chào. Cái gì mà nghe đùng đùng dưới trời. Có thì đứng ngay đây luôn nè mà dậy đâu tiêu luôn đó nha. Ủa.
rồi. Sao Lê Trưng nhìn thấy đây giống cái, giống một cái am dưới vậy trời. Mới thấy đâu có tiêu trời. Ủa, kìa ta. Cũng mới thấy đầu tiên rồi. Không lẽ đây là một cái ngôi chùa quan ta? Kìa, tuốt bên đó kìa cả nhà, thấy có áo sư tăng ni. Ủa, không, ở đây giống cái ngôi chùa quan của cả nhà. Sao mới thấy cái, cái bóng nó xuất hiện ra đâu ta? Ê, kìa, hình như là ở bên chỗ đó kìa, tắt rồi kìa. Xin chào. Cho tôi hỏi là phải có phải là vong linh không ạ? Ủa? Không có tiếng nữa hả trời? Mới thì đứng ngay đây luôn rồi cả nhà. Ây da. Đâu rồi? Mới thứ này là rõ ràng thấy đứng ngay đây luôn rồi cả nhà. Ủa, đâu rồi?
Kìa. Gió ghê quá nha. Gió hù hù hù. Tiêu ta. Ê. Kìa kìa, đứng nhìn bánh kìa. Dạ, cho Lý Trung xin chào nha. Cho hỏi là có phải là vong linh không ạ? Xin chào. Ủa, đâu ta? Như lời chúng mới thấy đi qua đây nha. Kìa kìa. Có cần tôi giúp đỡ cho gì không vậy? Có phải là vong linh không? Đâu nữa rồi? Không có ở đây nữa đâu nữa ta. Hay vậy. Cái này mở cái gì nó chết queo luôn nữa. Đâu ta? Quá gió. Làm như dừng vô đây cái gió cái ghê ta. Ê kìa. Cho tôi xin chào vong nghe. Có phải là vong không vậy? Có cần tôi giúp đỡ cho gì không? Ê! Gì trời? Tụi đến đây thì chỉ muốn giúp đỡ cho các vong linh thôi. Chứ tôi không có làm gì mà để làm hại tới vong đâu. Rồi. Tôi nói thiệt mà. Ây da. Đâu làm gì hung dữ. Nó tiêu cái nè. Thôi đi. Thôi đi nghỉ cái bụi ra đâu à. Ồ, đâu rồi. Ok, đứng đứng kìa. Ây da. Tôi đến thì chỉ để muốn là cúng kiến cho các vị thôi. Tôi không có làm gì đâu mà không giữ như vậy. Rồi. Ủa thôi.
Ê mọi người. Ê da, trời trời trời. Có đói không? Để tôi cúng cho. Để tôi cúng cho Dùng nè. Đâu rồi? Ngày hôm nay tôi đến là chỉ để muốn cúng cho các vị dùng thôi. Ok. Tôi đâu có làm hại gì các vị đâu. Đâu ta? Làm gì không giữ dữ à? Cái chỗ này mà ban đêm quay trở lại đây chắc nhìn gì chắc ghê lắm cả nhà ơi. Đâu. Chỗ này chắc không dám đi đằng đêm lại đây đâu. Ghê quá. Tiêu rồi. Đâu rồi? Mình đứng đẳng thì cái nhà anh chung đặt cái máy xuống đây. Xin chào, thì ngày hôm nay tôi đến đây thì chỉ mà là để muốn cúng kiến cho các vị dùng thôi, thì tôi mong là các vị có vị vị nào đang trú ẩn ở đây thì có thể là giao tiếp với tôi để cho tôi có thể được biết được cái những cái gì mà vị đang cần ha, để tôi giúp đỡ cho. Che là không cho thấy đường. Dữ ghê trời, quyết nữ nam nữa mà dữ dằn gì. Cái này yếu quá. Yeah.
chụp hả? Chụp cây, chụp cây, chụp hả? Chụp. Chơi cây bự đó. Gãy cây rồi. Bọn vô địch, bọn vô địch nó cái nó chạy không tiêu rồi cả nhà. Chạy đóng tiêu chạy. Đâu rồi? Đóng tiêu rồi. Chạy đâu mất rồi trời. Bánh cá chạy có tiêu rồi nè. Hình như là Lê Trung thấy ở đây giống cái một cái ngôi chùa, một cái ngôi chùa quan lắm đó nha, không biết phải không. Ấy da, nó mục tiêu. Tiêu ta. Đâu rồi? Đâu rồi? Trốn nó tiêu rồi cả nhà.
kỳ ta. Trốn nó tiêu rồi cái này. Thôi chắc thì chúng sẽ đặt cái nghi thức luôn nha cả nhà. Thấy chưa? Để coi là cái quỷ này có ra không. Giờ này chúng sẽ đặt nghi thức ở đây nha cả nhà. Trời, đi ban ngày này thì nó khỏe cái vụ rắn rít mà. Quá, nắng nó hốc khó chịu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Quảng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông. Thì con cũng mong các ngài các ông quan hỷ cho các vong linh ra đây để nhận hưởng những cái phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho họ được nói lòng ấm dạ hơn đã đó lạnh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
quý vị đây. Hình như là Lê Trung mới vừa bị đánh sau lưng hay gì cả nhà. Không lẽ con quỷ nó đã đánh sao ta? Hay là ai đánh rồi? Thì chắc có lẽ là Lê Trung bị đánh lén, bị con quỷ nào đánh lén đó cả nhà. Bây giờ là chắc là Lê Trung phải đi để Lê Trung xem lại cái camera mới được cả nhà. Không biết là có phải con quỷ nãy giờ mà nó xuất hiện ra để mà cho Lê Trung thấy đánh hay không nữa. Không biết là hay là con quỷ nào nữa cả nhà. Để bây giờ thì Lê Trung sẽ đi về để xem lại cái camera. Rồi ngày mai Lê Trung sẽ quay trở lại như cái nha. Nó đập một cái không biết gì luôn cái nha. Vậy rồi thì một lần nữa Lê Trung cũng xin phép kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an nha. Dạ Lê Trung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha.